Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào quý vị khán giả, quý vị đang cùng lắng nghe chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị khán giả thân mến, mùa hè, thời tiết nắng nóng và thay đổi, chúng ta thường có những triệu chứng như chóng mặt hay là đau đầu thường xuyên. Vậy thì liệu rằng là triệu chứng này có báo hiệu căn bệnh nguy hiểm nào không? Và chúng ta có thể khắc phục tình trạng này bằng cách nào? Xin được mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay để tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề này. Và vị khách mời sẽ cùng đồng hành với quý vị khán giả, xin được trân trọng giới thiệu, đó là Dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin được gửi lời chào đến với Dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin chào MC Công Nghĩa, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, thưa Dược sĩ Nguyễn Thị Điện, rất là nhiều quý vị khán giả thì thường thắc mắc rằng là tôi có những cái triệu chứng như là đau đầu rồi thì chóng mặt thường xuyên, thì liệu rằng đây có được coi là bệnh lý hay không, và nó có phải là cái biểu hiện nào của một bệnh lý nguy hiểm hay không, đặc biệt là khi mà gặp phải những cái cơn chóng mặt đột ngột do thời tiết nắng nóng, cũng nghĩa thấy rằng là chúng ta bước ra từ phòng điều hòa hay là chúng ta có cái sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ cũng xuất hiện tình trạng này, thì ngay lập tức lúc đó người bệnh cần phải làm gì, thưa dược sĩ? Đôi khi cái triệu chứng đau đầu chóng mặt ấy, thì nó chỉ là những cái biểu hiện thoáng qua bởi vì những cái thay đổi đột ngột của tư thế, hoặc là đôi khi nó cũng chỉ là biểu hiện của những cái tác dụng phụ của một số loại thuốc. Thế nhưng đau đầu chóng mặt nó cũng là biểu hiện của một số bệnh lý khác nhau, nổi trội như là các cái, nó là biểu hiện của triệu chứng của các cái bệnh rối loạn tiền đình, rối loạn tuần hoàn não, nặng hơn nữa là nó là biểu hiện của các cái bệnh liên quan đến viêm tai giữa, các bệnh u não, các bệnh lupus ban đỏ, hay là những cái bệnh liên quan đến xơ vữa động mạch. Khi mà bị chóng mặt đột ngột thì chúng ta cần phải tìm cách xử lý, bởi vì là nếu chúng ta không xử lý thì có thể gây nên những cái biến chứng nguy hiểm, như là ngã xe, như là ngã vào một cái vị trí nào đấy rất là nguy hiểm. Trường hợp mà chóng mặt đột ngột đối với những bệnh nhân đang đi ngoài đường hay là những bệnh nhân đang điều khiển các cái phương tiện giao thông thì chúng ta nên dừng lại, tìm những chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi, có thể uống thêm các cái loại nước để cung cấp năng lượng như là nước gừng, nước đường. Còn đối với những cái bệnh nhân mà bị ở những cái khu vực trong văn phòng hay là những ở nhà ấy, thì chúng ta nên ngồi xuống, nhắm mắt lại để cho cái lượng máu của chúng ta được lưu thông trở lại. Nếu mà những trường hợp mà bị chóng mặt đột ngột nặng hơn ấy, có thể nhờ những người khác, người ta đi mua cho mình những cái loại thuốc để giảm các triệu chứng chóng mặt ngay ấy, nổi trội như là cái tanganin. Sau đấy các triệu chứng đấy mà nó được cải thiện rồi thì chúng ta có thể di chuyển tiếp hoặc là hoạt động tiếp, nhưng mà khi mà không có cái sự giảm thì chúng ta nên nhờ đến các cái người khác bên cạnh mình, cho mình đến những cơ sở khám chữa bệnh để có sự cấp cứu kịp thời. Vâng, thưa dược sĩ Nguyễn Thị Điện, hầu hết những người bệnh mà gặp phải tình trạng là đau đầu chóng mặt, đặc biệt là những cái cơn chóng mặt thì thường xảy ra ở một cái thời gian nhất định chứ không kéo dài. Chính vì thế mà người bệnh thường chủ quan, không tìm hiểu rõ nguyên nhân cũng như là cách điều trị, và họ bỏ qua những cái tình trạng như là đau đầu rồi thì chóng mặt. Và khi những cái tình trạng này nó phát triển và tiến triển hơn thì họ mới để ý đến, thì lúc đó thì bệnh tình cũng đã nặng hơn rồi. Vậy thì trước tiên là thưa dược sĩ, chúng ta phải có những cái sự chuẩn bị như thế nào, cũng như là người bệnh có những kiến thức như thế nào để giúp nắm bắt những cái triệu chứng cơ bản nhất của đau đầu và chóng mặt thường xuyên, giúp phát hiện bệnh sớm, thưa dược sĩ? Thực ra là cũng có những cái trường hợp mà cái cơn đau đầu chóng mặt nó chỉ thoáng qua do một số cái thay đổi của cơ thể, hoặc là thay đổi nhiệt độ, hoặc là thay đổi áp lực. Thế nhưng mà để phát hiện ra cái triệu chứng này nó có phải là nguyên nhân của một bệnh lý nào đó hay không ấy, thì chúng ta có thể xem các cái dấu hiệu, tức là mình bị triệu chứng đấy có tăng lên không, thời gian bị cái triệu chứng đấy nó có kéo dài không, cái tần suất lặp lại cái triệu chứng đấy nó có nhiều hơn so với cũ hay không. Khi có các cái biểu hiện đó thì chúng ta nên đến các cái cơ sở y tế để thăm khám và tìm hiểu rõ nguyên nhân mà gây nên những cái triệu chứng như vậy, để chúng ta có những cái phác đồ cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả.
Vâng, thưa dược sĩ, rất là nhiều quý vị khán giả chia sẻ rằng họ gặp phải tình trạng đau đầu và chóng mặt thường xuyên. Thế nhưng khi nào hai triệu chứng này trở nên nguy hiểm thì họ lại không biết. Vậy thì khi nào thì đau đầu, chóng mặt trở thành những cái bệnh lý nguy hiểm, dược sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả? Đã là chóng mặt, đau đầu thường xuyên ấy, thì nó cũng là một cái triệu chứng khá là nguy hiểm rồi. Tuy nhiên thì để biết là mình có thể điều trị tại nhà hay không, hoặc là mình nên đi thăm khám để biết được nguyên nhân chính xác gây nên các cái triệu chứng đấy là gì. Nếu như nó là triệu chứng của những cái căn bệnh nguy hiểm thì chúng ta nên chữa trị ở bệnh viện, hoặc là có những cái phác đồ điều trị mà bác sĩ đã đưa ra. Còn trường hợp là những cái bệnh nhân nó có thể là nhẹ hơn ấy, thì chúng ta có thể tham khảo về các cái sản phẩm chứa các cái thảo dược thiên nhiên giúp hoạt huyết, lưu thông tuần hoàn máu não, giúp an thần dễ ngủ, thì cũng sẽ cải thiện được các tình trạng, các triệu chứng đau đầu chóng mặt như bạn vừa nêu. Thưa dược sĩ, hiện nay thì chúng ta thấy rằng là những cái ngày hè oi nóng, rất là nhiều người gặp phải tình trạng này. Công nghệ cũng đã chia sẻ vấn đề này ở đầu chương trình. Vậy thì hiện nay không biết là có sản phẩm nào trên thị trường giúp có thể khắc phục tình trạng đau đầu và chóng mặt? Trên thị trường hiện tại thì có rất là nhiều các cái sản phẩm mà đều có tác dụng là hỗ trợ các cái căn bệnh liên quan đến hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, thậm chí là đau nửa đầu. Trong đó tôi được biết đến và tìm hiểu về cái sản phẩm Bát Não Tiên. Đó là một cái sản phẩm mà an toàn và lành tính. Hơn nữa, Bát Não Tiên lại đã được cấp giấy phép bởi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và được sản xuất ở công ty dược phẩm Phương Đông, là một công ty mà đạt tiêu chuẩn về sản xuất GMP. Bạn có thể tham khảo sản phẩm Bát Não Tiên. Tôi thấy đây là một sản phẩm rất là an toàn và lành tính. Hơn nữa, nó có nguồn gốc rõ ràng. Nó được cấp giấy phép bởi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và được sản xuất ở công ty dược phẩm Phương Đông, là một công ty mà đã đạt tiêu chuẩn GMP về sản xuất thuốc tốt. Bát Não Tiên còn được nghiên cứu bởi các dược sĩ của Trường Đại học Dược Hà Nội. Trước khi có sản phẩm thì cũng đã thử nghiệm lâm sàng trên rất là nhiều bệnh nhân và có hiệu quả rất là tốt. Vì sao nó tốt như vậy thì tôi cũng đã tìm hiểu. Bát Não Tiên có một cái cách bào chế rất là ưu việt, viên ban ngày và viên ban đêm tách biệt. Viên uống ban ngày nó có chứa các cái hoạt chất như là ginkgo biloba, cao đinh lăng, xuyên khung, natokinat, nó giúp phòng ngừa các cái cục máu đông, giúp hoạt huyết, lưu thông tuần hoàn, đưa máu lên não, giúp cung cấp oxy cho các cái tế bào não, giảm cái sự trung hòa các cái gốc tự do mà nó gây nên cái tổn thương của các tế bào thần kinh. Hơn nữa, viên ban đêm thì nó lại được kết hợp bởi các dược liệu quý như là vông nem này, cao bình vôi này, lạc tiên, tâm sen. Ngoài ra thì kết hợp thêm với lại một số chất dẫn truyền thần kinh như là GABA hay là melatonin. Do đó là giúp an thần, dễ ngủ, giúp cho chúng ta có những cái giấc ngủ rất là nhẹ nhàng, những cái giấc ngủ sinh lý bình thường mà khi thức dậy ấy, mình không có cảm giác mệt mỏi, khó chịu hay ly bì hay là lệ thuộc vào thuốc. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Thưa quý vị khán giả, hy vọng với những thông tin vừa rồi đến từ dược sĩ Nguyễn Thị Điện, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân và những người thân trong gia đình của mình. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn về bệnh lý và sản phẩm, có thể gọi đến số hotline 033-567-2008 hoặc có thể gửi thư về địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.